chắc chắn rời Paris Saint-Germain, Messi ký hợp đồng với đội bóng mới, không phải Barca. Những ngày qua, tin đồn Messi đang muốn quay trở lại Barcelona, rộ lên khi siêu sao người Argentina trở lại Catalan để ăn tối cùng huấn luyện viên Xavi cùng các đồng đội cũ. Bản thân Messi và gia đình cũng được cho là không hạnh phúc với cuộc sống ở Paris và muốn tìm kiếm một bến đỗ mới ngay khi mùa bóng năm nay khép lại. Dù vậy, viễn cảnh Messi trở lại khoác áo Barca rất khó có thể xảy ra. Mới đây, tờ El Nacional khẳng định dù rất muốn về lại đội bóng cũ, nhưng Messi xác định đã hoàn toàn chấm dứt với Barca và đang hướng tới một bến đỗ mới đúng theo lộ trình của mình. Theo đó, Messi sẽ ở lại Paris Saint-Germain trong mùa hè năm nay. Siêu sao 34 tuổi sẽ chơi cho đội bóng nhà giàu nước Pháp đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, trước khi chính thức ký hợp đồng với đội bóng mới Inter Miami. Mối quan hệ đã tan vỡ với chủ tịch Juan Laporta được cho là nguyên nhân chính khiến Messi không thể trở lại Barca, bất chấp nhận được sự hậu thuẫn từ huấn luyện viên Xavi. Ngoài ra, chủ tịch Enrique Laifi của Paris Saint-Germain cũng sẽ không cho phép siêu sao người Argentina ra đi trước khi mùa giải 2022-2023 khép lại. Messi sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở Paris Saint-Germain trong mùa giải 2022-2023. Đến kỳ nghỉ đông, siêu sao 34 tuổi sẽ cùng Argentina chinh phục World Cup 2022 và sẽ ra đi vào năm 2023. Bản hợp đồng dành cho Messi đã được giới chủ Inter Miami hứa hẹn sẵn. Ngoài ra anh cũng có thể làm đồng đội của Luis Suarez tại đất Mỹ. Messi từ lâu đã có một căn hộ sang trọng ở Miami và muốn các con sang Mỹ sinh sống một thời gian để có thể hoàn thiện vốn tiếng Anh của mình. Vợ của siêu sao người Argentina, Antonella, cũng có ý định thực hiện một số hoạt động kinh doanh tại thành phố Florida. Vì thế việc Messi gia nhập Inter Milan chỉ còn là vấn đề thời gian.